À dạ, em Hương miền Tây xin kính chào cô chú anh chị trong và ngoài nước đang xem trên kênh của em Một Ngày Mới An Lành và Hạnh Phúc ha. À, cũng như đứng trước mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. À, dạ, hôm nay là một của cậu đẹp nha cô chú anh chị. Có hai lãng hoa lan luôn. À, đây. Hai lãng hoa lan luôn nha cô chú anh chị. Rất là đẹp. Đây là lãng mới nha. Giờ đây màu của cậu Năm nha cô chú anh chị, em cũng cập nhật buổi sáng cho cô chú anh chị xem. Hôm nay một lãng hoa lan, cái nhánh này bị héo mẹ nó rồi Ngọc hả? Ở đây chiều, ở đây chiều của Ngọc á hả? Em đông này hả? Mấy cái bông này là bông nó nhúng màu á, y như là bông ba, y như là bảy sắc cầu vồng vậy. Nhìn nhìn giống bảy sắc cầu vồng ha. Người ta nhiều view á, tại đây có sắc cái gì nè. Biết rồi nè. Vậy gì? Vậy gì? Nè. Nhưng mà từ từ thôi, đi chậm 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 chậm. Này là y như bảy sắc cầu vồng, ở đây là mình bông của Ngọc cắm nha cô chú anh chị. Hai bình luôn. Đây. Đó, cái đẹp nha. Đó, một và con năm nha. Đẹp lắm luôn. Đây là hai bình bông lan. Hai bình bông lan của chị Linh ở Úc nha. Đây. Gửi tặng cậu Diến cậu cho thêm hai bên cho nó đẹp ha. Cậu là đầy ắt qua luôn nha cô chú chị. À, để em vô coi coi làm hết làm gì đây. À, chuẩn bị cúng ha. À, mình làm hết thằng cúng đông. À, chuẩn bị cúng cho cậu nha cô chú chị. Trời ơi sao đẹp thế. Tại sao là đẹp thế? Ai ơi. Cậu ơi quấn không lận. Tay mà làm chỗ đó. Cái này mà mua mốt mấy cái xếp qua khóc luôn rồi đó rồi. Nó khóc luôn rồi. Nó không cắm được cho em nữa, nó sốt khóc luôn rồi. Rồi hiện tại là hoa của 16 ớt đang dần chuẩn bị là xong nha cô chú anh chị ơi. Tại sao là đẹp thế? Ai ớt chị thấy cái có cái cành này nó dài quá ớt. Nè. Gì? Bán rồi. Trong vỏ nè ba. Bảo rồi lấy gì quay? Bảo rồi lấy gì quay? Cái ta nhìn nói là còn mua mờ đó bảo. Quay có ai xem mà quay chị. Gợi nữa. Không ai xem cũng quay nữa. Xem nhiều ghê. Gợi tôi. Cái gì cũng máu từ từ chứ. Gợi tôi. Nói chuyện bà Tiên à. Thấy vậy chứ nhiều người, nhiều khi cũng có nhiều người coi hơn những người khác á. Vậy mà bà cũng đưa lên clip luôn đó, sao máy quay lên được. Cái gì? Quay kìa. Anh Hùng đó mà, sợ. Đây là, không phải là, đây là Nguyễn Thị Khịa. Ba đàn bà ta mới nhiều chuyện, đàn ông cũng nhiều chuyện. Ông hết ông siêu tầm mấy cái bông mấy cái lá độc chiêu. Lá nó ngoài bì nó quá kinh. À quá. Nhưng mà phải suy nghĩ điên đầu mới suy nghĩ được những cái này để cắm đúng không hết? Anh thấy vậy chứ cái này nó mắc kinh khủng luôn. Hoa hồng phối nào vô mà không được. Nhưng mà mình phải suy nghĩ. Hoa hồng chỉ có đẹp nhất là phối với hoa bi á, nó có bông bông chắc chắn. Nhưng mà bi đó nó yếu dữ lắm. Bi tươi đưa thợ nó cắm, yếu. Đưa thợ cắm thì nó sẽ không thợ yếu. Mình không biết cách cắm. Ở cắm thì anh phải tốn phí nhiều hơn. Biết làm sao mà sáng quay cái điện thoại này, tại vì trưa cái nó nắng nó nhiệt nó chịu nổi. Tự cắm nó sẽ đẹp. Thì sao đi coi người ta cắm là mấy cái đồ này rồi mình phải cắm trước nè.
Ta làm một cái khung trước. Đúng rồi. Trời ơi, muốn gì giờ mình bấm lên YouTube là đầy cái đó. Xong rồi cái hoa bi là người ta cũng phải lựa chỗ nó cắm trước luôn. Tại thì nó nhỏ, nó yếu, nó không có cái chen vô được, phải cắm trước. Xong hoa hồng cắm sau đúng không? Nãy tính chạy qua bà cụ luôn, mới ghé đây mà thấy thôi chạy có gì không, lát đem qua cho bà luôn. Nó vàng ha. Của 16 hết cắm. Tưởng mình không biết ờ, chứ không biết mặt. Cảm giác mà ờ chứ nghe nó bực bội ha. Nói gì đâu nói nữa. Nói được gì nữa đâu. Ôi sao bông hồng mà mọc lá một cây gì ngộ ngộ vậy ta? Bây giờ luôn ha. Vậy này là ổng dành đẹp với ông mi luôn rồi. Ôi, ông mi nó không bao giờ cho ông điểm cao hết á. Tại mi nó nói là phải cắm từ từng, chứ cắm vậy là như cứng không phải. Mi là nó cắm theo chị Lon. Thì nó lại không thích cái kiểu này. Nó nói là cắm từ từng mới đúng. Nó hợp cho những cái mộ hay là tang rồi kia. Còn cái này là chỉ hoa cưới rồi mới có tròn vậy. Mỗi người mỗi cái cách khác nhau. Phải không ha? Hay không hết. Hỏi bà cái không hết. Đẹp quá. Đang vậy thêm hai bình bông lan nữa. Thôi ông cắm đi, ông bỏ ờ đi. Ngọc không chạy đâu dữ. Có đang có định đi mua không đẹp không? Không hả? Vậy sao bụng bự chứ? Dạ à, anh Dông không có chuẩn bị đi mua ông địa, nhưng mà bụng anh Dông xuất hành ông địa. Nói tay hót vô. Anh Dông bất ngờ buổi sáng. Nói kìa anh quá. Mà đây em xịt nước hả? Giống Dông giống hề lúa. Thôi mày kéo quần mày cao lên chút nữa Dông. Dưới cái bụng sao kéo. Không, cái lưng quần kìa, cái lưng quần cao kìa. Cao gì nổi đó, cái bụng nhẹ. Bên kia. Đang có cái ngắn rồi kia, giờ mà kéo cao là sao kéo được. Ít ép quá ha. Bụng dài ha. Đó, anh Dông. Cái bình kia dễ hơn ha. Này coi chừng ướt hết. Nhưng mà dẹp bớt cái mỏ vô kìa. Anh đừng uống hết, đi qua bên đây. Ông bù tọt luôn. Ông về mở shop đi. Em lặt thanh cứ ít cắm. Anh với cái sếp mua luôn không? Chia sao? Chia sao? Thì dọc ba mình hùng lại vốn đi. Vậy.
Anh chẳng dễ gì dám lên. Nó làm lấy em bước. Em lại anh. Sao vậy anh không cho quay thằng? Lấy lên rồi. Hôm nay chị hái gì kiểu Úc, Úc, Úc nha. À, chị Úc, Úc, chị hái gì kiểu Úc. Chị giấu tên mình kêu mình chị hái. Ủa bữa nay anh yêu không có vô hả? Mà đang thăm bay. Thăm bay của anh là về để cô chú vô hả? Chú gì Phương hả? Đây là anh thợ bắt cắt dĩ. Ta chuẩn bị làm thợ luôn đó, ở đó bắt cắt dĩ. Thợ nghe bắt cắt dĩ nghe mùi. Ta chuẩn bị mở shop qua luôn rồi đúng không hết? Cô chú nào có nhu cầu cắm hoài vào cứ liên hệ nha. Đeo bóc, đeo. Đeo bóc mọi người. Ủa sao một bên 5 lá, một bên 6 lá? Tại nó không đủ. Vậy sao người ta không cắm năm luôn đi? Ta không cắm năm luôn. Cái gì, cái bông, cái lá xanh xanh kìa. Thánh khịa nè. Hiện tại thì đã hoàn thành rồi nha cô chú anh chị. Mừng quá. Rồi bây giờ tiếp tục thôi. Nó hoàn tất hai chậu bông. Cô chú anh chị 15S cũng đã cắm hoàn thành hai bình bông nha, chuẩn bị lên cúng cậu nha cô chú anh chị. Cừ. Ráng giờ tiếng hồ cắm không rồi đó. 15S cừ. Là bạn cũng buổi sáng thật đầu năm chuẩn bị đem bông rồi lên nha cô chú anh chị. Hơi sụp. À vậy em cũng xin kết thúc video đây nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị xem thấy kênh hay và có ý nghĩa thì em xin một like và đăng ký kênh ha. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo nha.